Hôm nay mình sẽ làm một món rất là đơn giản mà ăn rất là ngon nhá. Đấy là con ốc này, là ốc đắng. Đấy là mình sẽ hấp với sả. Đây là sả với lá chanh. Đây là những cái còng sả mà mình đã đập cho nó dập ra như thế này đấy nha, rửa sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi hấp này nhá. Mình sẽ cho ốc vào luôn. Xong rồi là mình sẽ cho mấy cái lá chanh này lên trên luôn. Đấy. Giờ mình sẽ đi hấp thôi nhé. Trong lúc đang chờ cho ốc chín thì mình sẽ làm nước chấm đây. Đây là nước cốt me nhé. Đấy, giờ mình sẽ giã gừng ra. Giờ thì mình cho gừng vào cái nước me này, rồi là mình cho một ít đường nhá, một tí bột ngọt đấy, và 3 muỗng nước mắm nhá. Như thế này đã đủ hấp dẫn chưa nào? Chưa, đang còn thiếu ớt cay nữa. Đây là ớt cay bột này. Siêu cay luôn đấy. Đây là ớt cay bột cho vào luôn nhé. Như thế này mới là hấp dẫn đây. Chua cay. Đây, giờ là nồi ốc của mình đã bốc hơi lên rất là thơm rồi. Giờ là chín rồi đấy, giờ là mình sẽ cho vào và mình sẽ thưởng thức thôi nha. Tắt bếp đã. Đây các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Với Hà Bãi đó. Với Hà Bãi đó. Mời các bạn chúng ta cùng thưởng thức nhá. Nhìn rất là ngon đây. Lâu lắm rồi mới được ăn cái món này. Ngày xưa thì mình ở nhà cũng ăn ốc này với lại nước mắm gừng mà không có bỏ me. Giờ mình thêm me vào thì nhìn rất là hấp dẫn hơn. Cay nữa. Rất là ngon. Chua chua cay cay với lại có vị gừng vào á, nó rất là thanh. Thơm mùi gừng. Hấp sả thì nhìn rất là đơn giản nhưng mà quan trọng là cái nước chấm của mình á. Nước chấm ngon thì cái món của mình mới tạo cho mình độ ngon được. Mình cho ớt cay nhiều nhưng mà chẳng cay lắm, nói chung là vừa miệng của mình á. Như thế này cũng là vừa vừa rồi đấy. Canh của mình là canh Hà Cay Vlog mà mình hay làm những cái món cay á, để cho trùng với cái tên kênh Hà Cay Vlog của mình. Bên Thái người ta cũng ăn cay rất nhiều. Ốc này chế biến được rất là nhiều món này, ăn với cơm cũng được. Để bữa nào các bạn cứ xem video của mình, cứ đăng ký kênh của mình á, là mình sẽ làm những cái món ốc này,
theo phong cách của Thái Lan cho các bạn xem nhé. Ăn với cơm được luôn. Hết thì cũng lâu ấy, khá là lâu. Nên thôi mình dừng video tại đây. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình xin một like, một kênh đăng ký nhé. Nếu ai có lòng thì chia sẻ video của mình ra cho mọi người cùng biết, để cho kênh của mình phát triển hơn, mình có động lực để làm ra những cái video mới và hay hơn nữa. Mình xin chào và tạm biệt các bạn.